Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế trong tuần qua cùng với Tiến Dũng. Trước hết thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, Dow Jones đóng cửa đã giảm đến 536 điểm, hiện tại là 28.322 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, hiện tại là 9.180 điểm. SP500 giảm 48 điểm, hiện tại là 3.235 điểm. T-note 15 là 1.53%. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.35%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3%, tuần rồi cao nhất là 3.28%. Dầu thô đóng cửa mức 51 đồng 28 xu cho một thùng dầu thô. Giá vàng quốc tế hiện tại là 1.589 đồng 20 xu cho một ounce. Ở Việt Nam là 44.280.000 đồng cho một lượng và bán ra là 44.680.000 đồng cho một lượng. Một mỹ kim hiện tại đổi được 23.250 đồng Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc và số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 25 tháng 1 đã giảm thêm 7.000 người nữa, đây con số rất đẹp. Kính thưa quý vị, tổng số cho cái tuần lễ vừa qua là 216.000 người và hiện tại bây giờ là cái rate là khoảng 3.5%. Trong khi đó thì cái economy activity, tức là về cái kinh tế của Hoa Kỳ lên 2.1%, mặc dù cái dấu hiệu 2.1% nó không như là trông đợi như là 3%, 3%, nhưng mà nó vẫn better hơn là nothing, thưa quý vị. Cũng ảnh hưởng về một vấn đề như là tariff. Chúng ta biết là thì cái tariff đã làm ảnh hưởng cái nền kinh tế không phải riêng của Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng cho biết rằng người dân vẫn tiêu xài mức độ bình thường, thưa quý vị. Và hai ngày meeting vừa qua, trong cái hai ngày mà họp của Quỹ dự trữ liên bang thứ ba và thứ tư thì cuối cùng ông Jerome Powell ông quyết định rằng cái tiền lời vẫn giữ như cũ là 1.5 và 1.75% sau khi mà ba lần cắt liên tục của năm 2019. Nhưng năm nay thì có nhiều cái tuyên đoán rằng họ sẽ không cắt một lần nữa từ đây đến cuối năm 2020. Và chúng ta chờ xem tùy theo cái kinh tế của Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì nhiều bản tin, một dãy bản tin không được vui lắm. Tin đầu tiên thì có đến liên quan đến cái Paul Lewis đã file bankruptcy. Đây là cái chuỗi nhà hàng, thưa quý vị. Và họ sẽ đóng cửa 1/3, tức là khoảng 9, hiện tại họ có khoảng 90 cái địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà 38 địa điểm sẽ đóng cửa vì những địa điểm này không có làm ăn thuận lợi lắm và họ giữ số còn lại. Đến khi cái file bankruptcy này mà có người nào take over thì họ sẽ sang lại. Đồng hành với lại cái Lewis Bar này thì cái Lucky Market cũng đã file bankruptcy và họ cũng shut down cái headquarter ở bên Colorado. Chúng ta biết cái market này cũng nhiều, cũng bán đồ rất bình thường. Mà cái thành phố này là tên là Niwot, tức là nó là left hand, thưa quý vị. Cái cửa tiệm này cũng đã lâu rồi và họ cuối cùng họ cái file bankruptcy và họ sẽ ra tòa ở Delaware vào những ngày sắp tới. Đồng hành thì có một cái công ty cũng đã cắt giảm nhân viên mà nhiều người cho rằng không biết tại sao mà họ cắt giảm nhiều như vậy. Đó là 3M. 3M là công ty mà sản xuất những cái băng keo, cái thưa vị. Và cái tuần lễ vừa rồi thì họ cũng tuyên bố họ cắt giảm khoảng 1.500 nhân viên trên toàn thế giới. Và tổng số nhân viên hiện tại họ có là khoảng 96.000 nhân viên. Và nếu mà 1.5 như vậy là khoảng tương đương 1.5%, không đến nỗi lắm. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá quan trọng. Cái thưa vị, quý vị nhớ là cách đây hồi năm ngoái đó thì Fisher-Price đã recall trên 4.700.000 cái rock and play sleepers, tức là những đứa trẻ họ bỏ vào cái ghế mà họ dùng pin có, dùng điện có, nó lắc như mà trên màn hình cho thấy đó, thì cái ghế này nó quá là nguy hiểm đi. Có khoảng 4.700.000 cái recall, trong đó tổng số gần như là khoảng 32 em đã bị tử vong. Khi mà những đứa trẻ nằm trong cái nôi như vậy đó, cái nôi nó lắc một hồi nữa thì đứa nhỏ nó từ từ nó lật ấp lại và nó lật. Cái đứa mà những dưới 1 tuổi nó không có từ nào mà nó tự lật lại được. Khi nó ấp như vậy thì nó nằm một khoảng một thời gian ngắn đó thì nó ngộp thở thì nó chết. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ cái Fisher-Price đó, thì 4 công ty sau đây cũng đã recall cái ghế đó vì đã có trường hợp tử vong xảy ra. Đó là Cradle, Summer Infant, Evenflow, Delta Children. Đó là 4 cái brand mà họ recall theo cái số đưa ra sơ khởi là khoảng 165.000 cái.
Họ nói rằng nếu quý vị nào đã mua cái ghế này rồi đó, cái giường ngủ của con đứa trẻ này rồi đó, thì chúng ta đem trả lại rồi họ sẽ hoàn tiền lại chứ quý vị. Nó rất là nguy hiểm vì cái theo những cái US Consumer Product Safety đó, thì họ nói rằng có trường hợp tử vong như vậy thì chúng ta nên return. Nếu trường hợp quý vị đang sử dụng cái ghế mà nó giống như vậy đó, nhưng mà không phải là cái brand mà chú Dũng vừa mới đưa ra đó, thì chúng ta cũng nên thận trọng. Có nhiều người nói, nó recall mà tôi đã xài nhiều quá rồi, cả mấy năm rồi, có bị gì đâu. Nhưng mà vì nhớ, trời kêu ai nói dạ, cái này là cái you lucky. Nhưng mà thà rằng chúng ta không có nên take cái risk với con nhỏ của mình. 4.7 triệu, 32 người chết, 32 đứa trẻ chết thì nó không phải là con số đáng kể. Nhưng mà you should not take a risk. Tiến Dũng khuyến khích quý vị đừng bao giờ take a risk. Nếu mà đã recall như vậy rồi thì chúng ta nên bỏ đi hoặc là trả lại, đừng có gọi là liều mạng của thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến tiền giả ở Mỹ. Cái bản tin này thì năm ngoái anh em chúng tôi cũng đã đưa cho quý vị rồi, nhưng mà năm nay nó lạ như thế này. Cái tiền giả mà người ta làm để mà lưu hành ở Hoa Kỳ, để sử dụng ở Hoa Kỳ đó, thì đa số chúng ta nghĩ là họ làm tờ 50, tờ 100 hay là tệ tệ lắm làm tờ 20. Nhưng thật sự ra tờ 1 đồng rất nhiều cái thưa vị. Cái tuần lễ vừa rồi thì đúng ra là tháng 12 thì hải quan ở cái port ở bên Minnesota, cái port này hình như không ai đi đến hết. Chúng ta đi qua bên Los Angeles, chúng ta qua bên New York, chúng ta qua bên Dallas, thì những cái port đó họ kiểm tra kỹ. Nhưng mà có ai ngờ cái port ở bên Fairport ở Minnesota là bị kiểm tra tình cờ thôi. Hải quan kiểm tra thì phát hiện được khoảng 45 thùng cạc tông, và trong những cái thùng cạc tông này chứa đầy cái đồng tiền mệnh giá 1 đồng. Và họ cho biết rằng đây là những đồng tiền giả hoàn toàn và nó ship từ Trung Quốc, quý vị. Ship from China, nên nhớ là ship from China. Cái vấn đề ở đây là họ phát hiện hồi tháng 12, nhưng mà cái tuần lễ khoảng thứ 3 tuần rồi, họ thứ 3 tuần này đó, vừa rồi đó, là họ đưa cái bản tin này ra cho mọi người cùng biết. Tại sao họ chờ đến tháng 12, họ bắt được, họ chờ đến tháng 1, tức là hơn một tháng qua, họ mới gọi là tuyên bố bản tin này ra. Cái lý do vì họ đã gửi một group FBI, họ cũng giải thích rất là rõ, để qua điều tra cái tiền này nó nguồn gốc từ đâu, đúng là từ Trung Quốc, và ai là người đứng sau lưng những cái đồng tiền giả này. Cái lý do mà Chí Dũng đưa bản tin này vì cái đồng tiền 1 đồng đó, ngoại trừ đồng tiền 1 đồng, tất cả những đồng tiền khác Hoa Kỳ, từ 5 đồng, 10 đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng, 100 đồng là hoàn toàn thay đổi, quý vị. Họ thay đổi cái mẫu mã rất nhiều rồi. Đặc biệt tờ 1 đồng này từ năm 1963 đến nay chưa bao giờ thay đổi bộ dạng hết. Và qua bản tin này thì Chí Dũng nghĩ rằng họ sẽ bắt đầu có suy nghĩ, Federal Reserve chắc bắt đầu có suy nghĩ nên làm một đồng tiền 1 đồng, thay đổi cái hình dạng của nó. Nếu mà chúng ta nghĩ một đồng mà làm giả mà cái số tiền đó Dũng quên nói, 900.000 Mỹ Kim, thật sự ra đồng tiền giả được lưu hành thì phải nói là rất khó người nào để ý đến. Người ta thường check cái tiền 20, 50, 100, còn tiền đồng thì chẳng ai để ý đến, nhưng mà số tiền này lên đến 900.000 Mỹ Kim. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Super Bowl. Ngày mai là ngày Super Bowl của quý vị. Wow, ngày là gọi là ngày rất là sùm đây. Nào là cánh gà cũng bán rất chạy, bia bán rất chạy, everything crazy. Cái gì quan trọng ở đây á, mỗi năm em gửi bản tin này. Thường thường đó, cái ngày thứ hai mà after Super Bowl lần thứ 54 này đó, thì thường thường cái người ta call sick, người ta nghỉ làm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó quý vị, chúng ta call sick nghỉ làm, nếu chúng ta có ngày nghỉ, ngày bệnh, ok. Chúng ta gọi để mà set up cái vacation, it's ok. Nhưng mà quý vị nhớ cẩn thận vì có nhiều trường hợp chúng ta không có ngày nghỉ, nhưng mà chúng ta vẫn call để mà nghỉ, thì cái đó là hên xui các thưa vị, hên xui. Riêng về năm 2005 thì after Super Bowl đó có khoảng 11 triệu người nghỉ. Nhưng mà họ tính ước tính năm nay đó là có thể lên đến 17 triệu rưỡi người call để mà nghỉ cho cái ngày after Super Bowl. Nhưng mà vì nhớ là cẩn thận, thí dụ người chủ mình vui thì không sao, họ bắt cái đội thắng đó thì họ vô họ thấy nghỉ không sao, mình celebrate chung với nhau. Nhưng mà lỡ ông chủ mà big fan cái đội thua đó, chúng ta cẩn thận. Vì thí dụ khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta có mệt lắm đó, cũng ráng đi làm. Nếu mà bắt mạch ông chủ đi làm, đừng có ta nghĩ vô đó thì rất là nguy hiểm quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị, nói về cái mascara. Mascara là một cái loại mà chúng ta dùng phụ nữ để đánh cái lông mi của mình đó. Quý vị có biết rằng cái mascara nó đã ra đời 1800, tức là long long times ago. Nhưng mà đến ngày hôm nay
bắt đầu cái doanh thu của nó giảm một cách rõ rệt mà liên tục. Theo cái thống kê cho biết, từ năm 2016 đó, doanh thu của cái sản phẩm làm đẹp mascara này đó bắt đầu có chiều hướng giảm. Vì sao? Họ nói là ngày hôm nay có nhiều người celebrity, nổi tiếng, gọi là diễn viên điện ảnh, người mẫu, ngay cả những người bán food truck hay là gọi là cái nghề lao công đó, thưa quý vị, cũng có thể xài cái lông mi giả. À, họ nói rằng từ khi mà cái flash for gọi là cái đồ lông mi giả đó thì ra đời đó, thì bắt đầu người ta sử dụng nhiều hơn. Họ nói là khoảng 10 đồng cho một set mà xài có vẻ được hơi bị lâu. Rồi có những cái lông mi nối lông mi nữa, họ cũng làm nối lông mi mấy tháng sau họ mới sử dụng lại. Và có nhiều người họ không sử dụng cái mascara nữa. Cái vấn đề ở đây là mascara không phải là disappear trên thị trường, nhưng mà chỉ ngồi phía sau để backup. Tức là trong trường hợp có nhiều người có lông mi giả rồi thì họ vẫn đánh cái mascara. Đa số là họ không đánh, họ đánh họ sợ rớt ra hay là bị rụng vân vân. Nhưng mà họ vẫn giữ cái backup là mascara backup. Nhưng đối với cái sản phẩm này thì lông mi giả đang bắt đầu có chiều hướng lên ngôi. Từ năm 2019 á, thì cái thống kê đưa ra mỗi năm như vậy đó, cái số tiền bán lông mi giả đó nó tăng rất nhiều. Tính khoảng 3 năm 2016 đến năm 2019 á, nó tăng đến 82% cái thưa vị, và doanh thu khoảng 313 triệu mỗi năm cái tiền bán lông mi giả only. Trên màn hình như thấy đó là nối lông mi. Nối lông mi này thì họ dùng mascara nhưng mà họ dùng cũng nhẹ nhẹ ít ít thôi. Rồi ngay ngược lại thì cái mascara là giảm đến 15% và con số này đang tiếp tục giảm. Khi mà họ dùng lông mi giả nhiều quá thì cái mascara bắt đầu có chiều hướng xuống ngôi. Vâng, cái thưa vị, Tiến Dũng xin chấm dứt phần 1 ở đây và sẽ trở lại phần 2 nhiều phần hấp dẫn hơn nói về cái con coronavirus. Xin quý vị đừng rời màn hình của Việt TV và chúng tôi sẽ trở lại một vài thông tin thương mại.